và cô Diệu Thảo rất vui mừng gặp lại tất cả quý vị khán giả thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, hôm bữa đó cô Thảo hứa với Minh Châu là chỉ cho Minh Châu một món ăn nè, vừa thơm ngon lạ miệng nhưng mà lại dễ làm nữa. Không biết cô Thảo còn nhớ không? Nhớ chứ, cô đã hứa thì cô sẽ giữ lấy lời. Vậy thì ngày hôm nay đó là món gì? Em rất là nóng lòng luôn á. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với Minh Châu và quý vị khán giả một món ăn được chế biến kết hợp đạm động vật và đạm thực vật. Đố Minh Châu đoán thử coi là món gì? Cô Thảo chơi kỳ quá à. Cô Thảo đố Minh Châu khó quá trời luôn. Động vật á thì con nào cũng có đạm hết. Còn thực vật á thì cũng nhiều loại lắm nha. Thí dụ như là đậu hũ nè, nấm nè, nhiều như vậy làm sao mà em biết được? Như vậy thì cô bật mí luôn, đó là món sườn non hấp sốt tương. À, món này em biết nè, em đã từng ăn rồi đó, nhưng mà chưa từng làm bao giờ hết. Như vậy thì bây giờ có dịp để thử rồi đó. Để thực hiện món sườn non hấp sốt tương thì chúng ta cần chuẩn bị 300g sườn non, 200g đậu hũ non, một cái ớt sừng, cà rốt và rau cần tàu để trang trí. Ngoài ra chúng ta cần chuẩn bị thêm một ít ớt băm nè, dầu mè, tỏi băm, bột năng, gừng, các loại gia vị thông thường, nước tương lisa và sốt tương lisa. Đây là món sườn non hấp sốt tương, có nghĩa là chúng ta dùng phương pháp hấp. Ngày đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị một cái xửng hấp nè. Rồi Minh Châu bật bếp lên giúp cho cô nha. Dạ. Sau đó chúng ta bắt đầu chuẩn bị sang nguyên liệu đầu tiên, đó là phần sườn non. Trước khi ướp thì chúng ta qua một cái giai đoạn là chúng ta dùng một con dao nhọn và chúng ta sẽ xăm đều lên trên miếng thịt như thế này. À, chắc là để cho dễ thấm gia vị hơn hả cô? Đúng rồi. Phần gia vị đầu tiên quý vị khán giả ướp thì chúng ta sẽ chuẩn bị phần tỏi băm. Chúng ta sẽ ướp vào khoảng 1 muỗng canh tỏi băm, nửa muỗng cà phê ớt băm. Chúng ta ướp thêm vào khoảng 1 muỗng cà phê dầu mè. Các gia vị còn lại là chúng ta sẽ chuẩn bị đường, tiêu. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục ướp vào đây khoảng 1 muỗng canh nước tương lisa nè. Tiếp tục ướp vào 3 muỗng sốt tương lisa nữa. Nước tương lisa nè, sốt tương lisa sẽ làm cho món sườn có màu đẹp rất là tự nhiên. Nó sẽ có màu nâu rất là đẹp và đồng thời là nó làm cho món sườn non hấp sốt tương sẽ có vị rất là đậm đà. Còn một chi tiết nữa là bây giờ cô sẽ ướp thêm vào khoảng 1 muỗng canh bột năng. Ủa, tại sao phải ướp bột năng vậy cô? Bí mật. Xíu nữa cô sẽ cho Minh Châu biết tại sao mà chúng ta ướp bột năng vào. Minh Châu giúp cô trộn cho thật đều cái nguyên liệu này lên. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tiếp những nguyên liệu còn lại. Phần gừng thì chúng ta sắc sợi. Ớt chúng ta cũng sắc sợi và chúng ta ngâm nước để cho nó xoăn lại. Phần cà rốt thì chúng ta tỉa ra những cái hoa cà rốt nhỏ như thế này. Đậu hũ non thì chúng ta sẽ cắt khoanh. Sau đó chúng ta chuẩn bị một cái dĩa và chúng ta sẽ xếp phần đậu hũ non này ra. Những cái hoa cà rốt này Minh Châu sẽ giúp cô, chúng ta sẽ xếp mỗi cái miếng đậu hũ như thế này. Xếp một cái miếng cà rốt vào cho nó đẹp nha. Dạ. Phần rau cần tây này thì chúng ta sẽ sắc ngắn. Và chúng ta sẽ sử dụng rau cần tây này vào giai đoạn cuối cùng để chúng ta trang trí khi mà món ăn đã chín. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị xào. Chúng ta sẽ để lửa cho thật lớn lên và cho một ít dầu vào. Cho khoảng chừng 1 muỗng canh dầu thôi, dầu rất ít thôi vì trong sườn cũng có mỡ nữa, khi chúng ta xào thì sẽ có độ béo. Cho tỏi vào, phi cho vàng thơm. Chúng ta sẽ cho hết phần sườn này vào. Tất cả những cái phần sốt tương mà chúng ta ướp vào chúng ta cũng cho hết vào đây. Đúng rồi, sao bỏ được hả cô ha, rất là ngon và đậm đà. Và bây giờ chúng ta sẽ xào lửa lớn và xào nhanh tay để cho phần sườn này sẽ thật là thấm gia vị. Giai đoạn này Minh Châu nhớ lưu ý và quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là chúng ta sẽ xào sườn với lửa thật là lớn để cho chất ngọt được giữ ở bên trong miếng sườn. Quý vị khán giả đừng quên lưu ý nhỏ này nha, khi mà chúng ta xào sườn thì nên xào trên lửa lớn nè, để sườn giữ được cái chất ngọt mà không bị ra nước nữa. Chúng ta sẽ cho thêm vào khoảng nửa chén nước nữa. Dạ. Hòa đều để cho phần bột và phần sườn này chín kỹ. Dạ. Cô ơi, em thấy sườn có cái độ bóng nè, rất là đẹp. Tại sao vậy cô? Đúng rồi, đó là cái câu hỏi mà lúc nãy Minh Châu hỏi, đó là tại sao chúng ta cho bột năng vào trong sườn. Chúng ta cho bột năng vào trong sườn ngoài tác dụng là làm cho sườn thấm gia vị và tạo nên một lớp vỏ bọc bên ngoài, sườn vẫn giữ được độ ngọt và cái gia vị phía bên trong, mà đồng thời lại tạo nên cái độ láng mượt cho miếng sườn nữa. Chúng ta sẽ trút sườn vào dĩa nè. Bây giờ em sẽ mở cái nắp này ra hả cô? Rồi, và chúng ta sẽ cho phần này vào. Rồi, chúng ta sẽ cho vào. Bây giờ để nắp lại cô ha. Cô ơi, mình phải đợi bao lâu vậy cô? Mình đợi khoảng 15 phút. Rồi chúng ta sẽ cho thêm gừng vào nè. Đó, với lại một ít ớt vào nữa. Có màu sắc cho nó đẹp. Rồi, đậy nắp lại. Chúng ta hấp thêm 5 phút nữa nha. Rồi. Wow,
chúng ta sẽ lấy ra. Đủ màu sắc phải không? Dạ. Cô còn cho thêm một chút rau cần tàu vào nữa để có thêm màu xanh. Bây giờ cô sẽ cho Minh Châu thử nha. Một miếng sườn nè, một miếng đậu. Và phải có một chút nước nữa. Thì cái sốt tương này chính là cái phần đặc biệt của món ăn. Dạ. Wow. Rất là thơm. Thơm mùi đậu nành rất là tự nhiên. Đây. Sườn rất là mềm mà không có bị khô, đặc biệt là đậu hũ á, rất là thấm gia vị. Và như vậy quý vị khán giả có thể nấu món sườn non hấp sốt tương cho cả gia đình cùng thưởng thức vào dịp ngày thường hoặc là những buổi họp mặt cũng đều rất thích hợp. Và quý vị còn chần chờ gì nữa mà không thực hiện món ăn này, sau đó thì hãy gọi điện thoại viết thư về cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày qua hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc là số điện thoại 061-882-6188 của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto kể cho Minh Châu và cô Diệu Thảo nghe những điều thú vị quý vị đã có, đúng không ạ? Bây giờ thì Minh Châu và cô Diệu Thảo chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.